Hồn ma báo oán. Sao trong đầu ta chẳng có ý tưởng gì thế? Những nét vẽ không có hồn và không có chút sức sống gì cả. Maruyama, anh nghỉ tay uống ấm trà nào. Anh đã ở trong phòng suốt cả ngày rồi. Trời, anh có sao không Maruyama? Đã mấy tháng này anh không thể vẽ được bức tranh nào cho ra hồn. Anh thật là vô dụng. Trong đầu của anh trống trơn, chẳng có nổi một ý tưởng nào cả. Đừng rầu rĩ như vậy, điều đó càng làm cho tâm trạng của anh tệ hơn. Có thể anh đã nhốt mình trong phòng quá lâu rồi. Anh nghĩ sao nếu mình đi thực tế một chuyến? Có thể một vùng đất mới, bầu không khí mới sẽ đem lại cảm hứng cho anh. Đi thực tế ư? Không phải người ta thường nói nghệ thuật bắt đầu từ cuộc sống, mà anh còn là một họa sĩ tài năng theo trường phái tả thật sao? Đúng rồi, Dư Mi, em nói đúng quá. Anh cứ giam hãm bản thân trong bốn bức tường này làm gì chứ? Anh phải đi nhiều nơi để lấy cảm hứng sáng tác chứ. Em nghe nói tỉnh Kiêu Siêu có phong cảnh rất đẹp, không khí lại trong lành. Anh có thể đến đó nghỉ ngơi một thời gian, biết đâu anh lại thấy dồi dào ý tưởng sáng tác ở đó. Đúng rồi, Lỡ Kiêu Sư, một người bạn của anh đang làm việc ở đó, nhân tiện chuyến đi này anh phải đến thăm cô ấy mới được. Anh cứ đi đến đó một thời gian, việc ở nhà không phải lo lắng gì cả. Cảm ơn em Dư Mi, lúc nào em cũng chu đáo và lo nghĩ cho anh. Em đi thì việc nhà sẽ rối tung lên mất. Ở nhà em phải giữ gìn sức khỏe đó nha. Anh sẽ rất nhớ em cho mà xem. Em cũng vậy. Anh đi mau rồi chóng về với em nhé. Ở nhà một mình cô đơn lạnh lẽo lắm. Anh biết rồi. Đã đến ga Kyushu, đoàn tàu sẽ khởi hành sau 30 phút nữa. Các quý khách xuống điểm dừng này hãy kiểm tra thật cẩn thận hành lý. Xin cảm ơn. Maruyama, cậu phải không? Nara, là cậu rồi. Trông cậu vẫn thư sinh chẳng thay đổi gì cả. Maruyama, vừa nhìn từ xa là tớ đã nhận ra cậu ngay. Còn cậu thì trông rắn rỏi lên bao nhiêu. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ. Bây giờ cậu làm gì rồi? Đúng vậy, đã lâu lắm rồi mới được hội ngộ thế này. Tớ cũng chỉ buôn bán nhẹ nhàng thôi, chẳng có mấy dịp cậu đến đây. Tớ sẽ đưa cậu về nhà nghỉ, rồi đưa cậu đi thăm thú hết nơi này nhé. Tớ thật vinh dự khi được đón tiếp họa sĩ tài năng Maruyama đó. Đừng khách sáo thế, tớ vẫn như trước thôi mà. Họa sĩ tài ba gì chứ, chỉ là hư danh thôi. Nào, chúng ta đi thôi. Cảnh vật ở đây đẹp quá. Bầu không khí trong lành đến mức dường như không có một hạt bụi nhỏ nào cả. Tất cả đều trong sạch thuần khiết. Còn nhiều điều cậu phải khám phá nữa cơ. Giờ cậu về nghỉ ngơi trước đã. Cậu đã vượt đường xa tới đây cơ mà. Ôi, là kỷ viện ư? Tớ không thể vào những nơi này được. Tớ về đi. Trời ơi, cậu là họa sĩ mà tâm hồn chẳng phóng khoáng chút nào. Không cần phải cổ hủ giữa những lễ nghĩa truyền thống đó. Bây giờ những nơi này rất bình thường. Đàn ông ở đây ai cũng lui tới để thư giãn cả. Nơi này đầy rẫy những cô gái làng chơi. Nếu biết tớ vào đây, vợ tớ sẽ rất phiền lòng. Cậu không biết nơi đây nổi tiếng với những kỹ viện và các cô geisha vô cùng xinh đẹp ư? Nếu cậu không vào đây, nhất định sẽ phải hối hận đấy. Hơn nữa, cậu đừng có bận tâm đến những lời bàn tán, vì chúng ta chỉ vào đây nghe đàn hát, xem múa, uống rượu thôi. Những thứ đó rất có ích để xua tan đi muộn phiền, mệt mỏi. Chúng ta không có làm việc gì xấu cả. Nhưng mà... Đừng nhân nghĩ gì nữa. Thôi đi vào nào. Cậu cần phải nghỉ ngơi, làm cho đầu óc mình thư thái thì mới có thể vẽ tranh được chứ. Hãy nghe lời tớ thử một lần đi mà. Tiếng đàn của cô ấy thật làm say đắm lòng người. Có chút gì đó vừa bi thương vừa ai oán. Tớ bảo rồi mà, chắc chắn là cậu sẽ thích. Rất xinh đẹp phải không? Nếu cậu thích sau này cứ lui đến đây. Bà chủ ở đây là chỗ qua lại với tớ. Nào uống đi. Phải thế chứ, nam tử hán đại trượng phu. Các em, nào lại đây phục vụ vị khách này cho ta cho chu đáo. Hôm nay ta sẽ thưởng lớn. Em mời hai chàng.
Phải thế này chứ, không biết là rượu ngon hay người xinh đẹp làm ta cảm thấy sẽ chết choáng như vậy đây. Khá lắm, nào lại đây hai em. Ozuki, hãy bảo bà chủ sắp xếp cho người bạn của ta một phòng. Cậu ta đã say quá rồi, ta không còn sức đưa cậu ấy về nhà nghỉ nữa. Dân, thưa khách quan. Nhớ đối xử với cậu ấy thật chu đáo. Cậu ta là một họa sĩ nổi tiếng trên kinh thành đó. Hóa ra chàng là một họa sĩ ư? Đây là đâu? Chàng tỉnh rồi ư? Đây là sức giải rượu. Chàng uống đi khi còn ấm sẽ khiến người chàng thư thái hơn nhiều đấy. Trời ơi, ta nhớ ra rồi. Nàng là Geisha đánh đàn ngày hôm qua. Ta đã uống quá nhiều rồi. Không biết trong lúc say ta có làm điều gì thất lễ không? Cậu Nara đã gửi chàng ở lại và dặn sẽ quay trở lại vào trưa hôm nay. Ta nghe nói chàng là một họa sĩ. Liệu chàng có thể vẽ tặng ta một bức chân dung không? Điều này... Có phải thân phận của em không xứng đáng làm bẩn ngòi bút của chàng không? Ấy, không phải thế, mà là giờ ta chưa tỉnh rượu hoàn toàn, đầu vẫn còn đau như bú bổ. Ta có thể hẹn nàng vào dịp khác không? Dạ vâng, vậy chàng sẽ quay trở lại đây nhé. Ta sẽ đợi chàng. Đã từ lâu ta ao ước có một bức tranh vẽ chính mình mà chưa được. Được, ta hứa, nhất định để đền ơn nàng đã chăm sóc ta chu đáo. Ta sẽ vẽ tặng nàng một bức. Của nàng đi, nàng thấy có giống không? Thật không hổ danh là họa sĩ tài ba. Người trong tranh là ta ư? Ta theo trường phái tả thực nên vẻ xinh đẹp của nàng ở ngoài như nào. Ta đã cố gắng vẽ lại giống hệt với bức tranh này. Nàng có vừa ý không? Vâng, em rất thích. Cảm ơn chàng rất nhiều. Thôi trời đã muộn, ta xin phép được ra về. Chàng có thể ở lại đây với em một chút được không? Mấy ngày qua được trò chuyện cùng chàng đã khiến em ngày đêm mong nhớ chàng trở lại. Em chưa từng có cảm giác ấy với bất kỳ người đàn ông nào tới kỷ diện. Ta đã có vợ đang chờ ở nhà. Ta không thể, mong nàng hiểu cho ta. Em không đòi hỏi gì ở chàng, không cần danh phận gì hết. Em chỉ cần được thỉnh thoảng ở bên chàng mà thôi. Sẽ không ai biết được mối quan hệ của chúng ta. Chỉ một mong ước nhỏ bé thế, chàng không thể làm cho em sao? Chuyến đi của anh thế nào Maruyama? Anh có vẽ được nhiều tranh không? Anh như tìm lại được chính mình của hồi trẻ. Anh say mê với ngòi bút và cũng vẽ được rất nhiều tranh như ý. Ngày mai anh sẽ gửi chúng vào cung để định giá. Thật là vất vả cho anh quá. Cũng muộn rồi, mình đi ngủ thôi. Nhiều ngày nay không có anh ở bên, em nhớ anh quá. Hay em đi nghỉ trước đi, anh còn một số tranh dang dở cần làm nốt. Mai anh lại phải đi giao tranh sớm rồi. Vâng, thế anh ở lại thư phòng, em xin phép không làm phiền anh sáng tác nữa. Maruyama, anh nhìn xem, bà Akiko đã tặng em chiếc mũ này, anh có thấy xinh không? Đẹp lắm. Bà Akiko nói, mùa xuân năm nay, nếu em mang bầu thì sẽ thuận lợi lắm. Anh nghĩ sao, nếu chúng ta có một đứa con? Vợ chồng mình cũng lấy nhau một năm rồi. Anh nghĩ chưa phải lúc đâu, anh còn muốn dành thời gian cho sáng tác. Có con vào sẽ làm phân tâm nhiều thứ. Cũng phải lo đủ tiền để nuôi con nữa. Em ráng đợi anh một chút được không? Dân, em biết rồi. Nếu anh chưa sẵn sàng thì mình gác lại vậy. Mà tuần tới anh muốn về lại Kyushu một chuyến để hoàn thành nốt một vài bức tranh phong cảnh còn dang dở. Em đồng ý chứ? Anh lại về đó ư? Anh mới ở đó về tháng trước. Sao anh không chọn nơi khác để đi? Nơi đó cảnh vật và không khí đều rất tuyệt.
Chuyến đi lần trước anh sợ em ở nhà sốt ruột nên về sớm. Anh muốn quay lại đó thêm ít bữa nữa. Còn nhiều nơi ở đó anh chưa kịp thăm thú hết. Vâng, thế cũng được. Chàng chưa bao giờ lạnh nhạt với ta như vậy. Sau khi từ vùng quê đó về, chàng như một người khác. Đến cả chuyện tình cảm vợ chồng, chàng cũng không mặn nồng gì nữa. Hãy lặng lẽ đi theo cậu chủ, có gì báo tin về ngay cho ta. Vâng, thưa bà chủ. Ta đã về với nàng rồi đấy. Ta nhớ chàng phát điên lên. Ta ngày đêm mong nhớ chàng trở lại, không phút nào ăn ngon ngủ yên. Ta cũng vậy, rất nhớ nàng Ozuki bé nhỏ của ta. Có chuyện đó sao? Dạ bẩm bà chủ, chính mắt tôi trông thấy, không thể nhầm được. Ả ta là Geisha nổi tiếng xinh đẹp ở kỷ viện. Chồng ta dám lén lút qua lại với người đàn bà khác, hơn nữa lại còn là một con Geisha lăng loạn ư? Chàng có coi ta là vợ của mình nữa không? Maruyama, chàng đã đâm vào ta một nhát vào tim rồi. Chàng còn nhớ đến địa vị của nhà ta hay không? Thật đã làm giấy bẩn thanh danh của gia tộc. Thật là dơ bẩn. Nghe rõ lời ta dặn chưa? Dạ, tôi đã biết thưa bà chủ. Có thư của người nhà cậu gửi đến này. Lạ thật, không biết có chuyện gì gấp không? Ozuki, ta phải trở về nhà gấp. Vợ ta đang bị ốm rất nặng. Vậy ư? Chàng lên đường cẩn thận. Ta sẽ chờ đợi chàng quay lại. Nhất định ta sẽ quay lại với nàng sớm thôi. Vợ của ta sao rồi? Xin ngài đừng lo lắng quá. Phu nhân bị suy nhược cơ thể, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Xin hãy để tâm đến phu nhân, vì tôi thấy tâm trạng của bà ấy không được tốt. Thời gian qua ta không để tâm gì đến nàng ấy. Ta thật đáng trách và hổ thẹn, đã làm điều có lỗi với vợ mình. Nhưng ta biết phải làm sao đây, khi trái tim ta không thể điều khiển được. Gió lớn quá, trời đêm cũng lạnh rồi. Đúng là thần hồn nát thần tính. Mình đã tự dọa mình rồi, không có ai cả. Ông là ai? Ozuki, ta về tìm nàng đây. Ozuki! Thưa khách quan, cô Ozuki đã lâm bệnh nặng, đã qua đời không lâu. Không, không thể nào. Ozuki, ta mới chỉ chia tay nàng ấy vài tháng trước, cô ấy đã đi đâu rồi? Tôi không nói dối. Mời khách quan vào trong thưởng thức cơm ngon rượu ngọt ạ. Ngoài Ozuki, chúng tôi còn nhiều Geisha khác nữa, cũng xinh đẹp không kém mà. Ozuki, có phải là em không? Maruyama bật khỏi giường và vẽ lại Ozuki, chính xác như cô đã xuất hiện trước mặt ông với niềm thương tiếc. Ai cũng tin rằng hồn ma đó đã thật sự tồn tại, vì Maruyama xưa nay theo trường phái tả thực. Ngày nay, hồn ma của Ozuki chính là bức tranh ma nổi tiếng nhất Nhật Bản. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.